vị đang nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thể đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sinh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý. Rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ nam mô Bụt Thầy, kính thưa kính bạch cái tôn đức, kính thưa đại chúng. Hôm nay giáo trình chúng ta bắt đầu giáo trình Trung Bộ Kinh. Ngày khai giảng con xin kính thỉnh thượng tọa Đức Đẳng Từ Bi tiểu hợp nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy, kính đảnh lễ thì tòa tiểu siêu, đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay là ngày đặc biệt, là ngày khai giảng khởi động giáo trình mới trong Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Có lẽ là cũng cái duyên tương đối rất là đặc biệt là năm rồi khi mà chúng tôi khai giảng giáo trình trường Bộ Kinh thì cũng nhầm lúc là chúng tôi đang bận cái trại hè Phật giáo 2018. Năm nay khai giảng giáo trình Trung Bộ Kinh thì chúng tôi lại đang có cái lớp học mùa thu, khóa tu học mùa thu ở tại Thụy Sĩ. Chúng tôi mong rằng chư tôn đức và quý vị thông cảm. Lẽ ra thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có một bài soạn về phần giới thiệu giáo trình này gồm có những câu vấn đáp, nhưng mà nó lại nằm ở trong cái laptop, và laptop nó cách chúng tôi khoảng mấy trăm cây số, nên chúng tôi không có thể gửi cho quý vị để post lên được. Tuy vậy chúng tôi có nêu ra một số các câu hỏi, và hôm nay chỉ có câu hỏi thôi nhưng mà không có câu trả lời. Câu trả lời sẽ được biết vào ngày mai quý vị đọc trở lại những câu hỏi này. Nhưng mà ngày hôm nay thì với những điều này chúng ta sẽ cung thỉnh chư tăng để tuần tự trả lời những câu hỏi này, như là phần đầu của mở ra cái phần khai giảng của Trung Bộ Kinh. Bạch chư tôn đức và thưa quý vị Phật đạo hữu, riêng thượng tọa từ xưa và chúng tôi đó, thì khi mà đi học ở Phật học Vạn Hạnh, tức là khóa học đầu tiên mà chúng tôi học ở Bali, cũng như là chúng tôi học về kinh Tạng mà thượng chánh đạo mà hòa thượng Minh Châu giảng đó, thì chúng tôi lại học Trung Bộ Kinh trước nhất. Và Trung Bộ Kinh được xem như là một cái giáo trình được hòa thượng Minh Châu lựa chọn để giảng thời bấy giờ. Và trong nhiều năm sinh hoạt Phật sự đó đây, thì đối với chúng tôi Trung Bộ Kinh luôn luôn là một cái nguồn tư liệu mà chúng tôi trích dẫn rất nhiều. Quý vị Phật tử nghe nhiều cái thí dụ, nhiều câu chuyện mà chưa đang giảng giải đó, thì đến từ hai bộ kinh mà cổ thông nhất, đó là kinh Pháp Cú và kinh Trung Bộ. Vì vậy hôm nay thưa quý vị, chúng tôi lại muốn dành ngày đầu tiên để có buổi giới thiệu về Trung Bộ Kinh. Hôm nay là giảng của Thiền Tọa Từ Siêu. Tuy vậy thì chúng tôi sẽ xin phép Thiền Tọa Từ Siêu để dành thời giờ của chương trình ngày hôm nay cho việc giới thiệu một cái bộ kinh rất là quan trọng trong kinh điển Đạo Phật. Thì đầu tiên, mà Thiền Tọa Từ Siêu, không biết là Thiền Tọa có nghe được không? Nếu Thiền Tọa Từ Siêu nghe được, xin thỉnh Thiền Tọa khoan hỷ trả lời câu là xin Thiền Tọa giải thích là tại sao gọi là Trung Bộ, và chỉ đi ca giá mà chúng ta dịch là bộ kinh đó, so với cái chữ Agama là A Hàm đó, thì hai chữ đó A Hàm ở trong Hán Tạng và bộ kinh đi ca giá trong Tam Tạng Pali có cái sự liên hệ đồng vị như thế nào? Mà Thiền Tọa tôi xíu không biết Thiền Tọa có nghe được không. Nếu Thiền Tọa nghe được, xin thỉnh Thiền Tọa hoan hỷ trả lời cho câu đầu tiên. Dạ,
tại sao gọi là trung, và bộ kinh Nikaya và Agama khác biệt hay giống nhau như thế nào? Kính thỉnh thưa đạo tiên sư. Namo Buddhaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính chào Chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Chúng ta đồng chúc mừng. Hôm nay là ngày khai giảng của giáo trình Trung Kinh. Và trong cái buổi khai giảng hôm nay, là chúng ta sẽ giới thiệu tổng quan về Trung Bộ Kinh. Trong buổi chúng ta chưa có đi vào nội dung của bài kinh, thì trong cái câu hỏi đầu tiên mà Thượng Tọa Giác Đẳng hỏi chúng tôi là tại sao gọi là Trung Bộ Kinh, tại sao gọi là Trung Bộ Majjhima Nikaya, và chữ Nikaya là bộ kinh và chữ Agama A Hàm đồng nghĩa như thế nào. Ở đây thưa quý vị, trước hết trong cái ý nghĩa gọi là Trung Bộ là vì cái bộ thứ nhất của tạng kinh gọi đi khác. Bây giờ chúng tôi sẽ giải trước về cái chữ Nikaya trước, rồi sau đó mới nói Nikaya Nikaya Majjhima Nikaya. Cái chữ Nikaya nó xài như là một cái nhóm, một chuỗi hay là một bộ. Thí dụ như khi nói đến đi quá cái ca giá, hay là Atula anh ca giá, là ở đây nói đến cái chúng chư thiên hay là chúng Atula. Thì vậy chữ Nikaya chỉ là một nhóm, một chút. Mà nếu mà xài trong cái ý nghĩa là chỉ sách vở kinh điển thì chúng ta gọi là một bộ. Tức là trong đó nó có nhiều bài kinh, có nhiều thể loại. Có nhiều thể loại kinh, có nhiều bài kinh. Như vậy gọi là Nikaya. Và ở đây đó, cái chữ Nikaya là vì sau này khi mà có tập tâm tạng lần thứ ba, thì lúc đó chư vị A Sa Lê, chư vị A La Hán mà ngài Moggali Bồ Tát Thích Sáng, ngài là chủ tọa, lúc đó ngài mới ở phần giáo lý của Đức Phật, pháp và luật, thâm ác quý đại giác,
thành ra ba cái hệ, ba hệ tạng. Phân ra là ba nhóm, ba tạng, gồm biết tất cả tạng kinh, tạng luật và tạng vi diệu pháp. Vì trong cái buổi đầu khi mà kết tập đầu tiên thì lần thứ nhất ngài Mahakasapa, ngài chỉ cùng với 499 vị A La Hán khác, trong đó chư tăng cử thỉnh tôn giả Ananda là trả lời và trùng thuật lại những cái gì mà Đức Thế Tôn đã thuyết, gọi chung là pháp thầm bát. Và tôn giả Upali là trùng tụng lại những gì mà Đức Phật ngài đã chế định, ngài đã chế định gọi là luật. Chỉ vậy thôi. Đến chi kỳ cái tập tâm tạo lời thứ hai đó, thì tại cái ngôi chùa gọi là Valikarama Vesali Subhachi có 700 vị A-la-hán do trưởng lão Yassa Kalandakaputta chủ trì. Lần này thì cũng ở cái khẩu truyền, tuy nhiên các ngài đưa ra theo nhóm, tức là có năm ly cái giá. Năm ly cái giá đó thì tăng luật đó, và Abhidhamma thì được xếp vào Khuddaka-nikaya. Cho nên cái dung lượng của Khuddaka-nikaya lúc bây giờ tiểu bộ kinh nhiều lắm thưa quý vị, vẫn giữ là Dikha-nikaya, Majjhima-nikaya, Sanyutta-nikaya và Anguttara-nikaya. Đến kỳ cái tập tâm tạng lượng thứ ba đó thì các ngài mới tách ra, tức là vì cái dung lượng của đất đai giá quá nhiều, do đó cho nên các ngài mới tách ra trở lại luật thì là Vinaya-pitaka là tặng luật, Abhidhamma-pitaka các ngài lại tách ra nữa, tách ra khỏi Khuddaka-nikaya tiểu bộ kinh để làm thành một tạng gọi là Abhidhamma-pitaka, tạo vi diệu pháp. Thì lúc đó ngài mất lực cái liên của tám, ngài đã phân cái tạo vi diệu pháp ra rồi, cho nên mới hình thành cái bộ cả thâu quá thú là bộ ngữ tâm. Đối với các vị A-la-hán, các vị trưởng lão A-la-hán được gọi Theravada, từ các vị đó đã sang định, tức là các ngài đã lập luận để chỉnh lại cái những điểm dị biệt của 18 bộ phái đưa vào trong cái bộ thứ 5 của cả thâu quá thú, bộ thứ 5 của cái tạng vi diệu pháp. Lúc đó thời điểm đó là thời điểm hình thành. Sau này đến kỳ cái tập tâm tăng lượng thứ 4 ở bên Tích Lan thứ 5 thì ở tại
Mandalay tức là thứ xứ Miến Điện, Myanmar. Thứ sáu cũng tại cái thạch động Lokasama, thủ đô dân quân của Myanmar. Thì kể từ thứ ba, kể từ cái tập tập tầng thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì các ngài vẫn giữ y nguyên, tức là ba tạng, tức là theo đó mà làm, chứ không còn phân ra nữa. Nhưng mà trước đó chúng ta biết là ở khoảng giữa cái thời kỳ cái tập tập tạng, tức là cái tập tập tạng lần thứ hai đó, thì bắt đầu Phật giáo có phân ra là năm bộ đi tây dạng. Nhưng ở đây chúng ta phân biệt là đối với kinh điển được kết tập do các bậc trưởng lão A La Hán và kết tập bằng cái tiếng Makati, tức là tiếng Pali, thì tất cả những kinh điển đó được gọi là Nikaya, được gọi là Nikaya. Nhưng mà cho đến cái thời kỳ cái tập tâm đạo lần thứ ba, cái thời mà vua Asoka vua dùng ủng hộ cho 1000 vị A La Hán, trong đó ngài trưởng lão Mokkali Puttatissa chủ trì, thì lúc bây giờ thưa quý vị, trong cái cuộc kết tập tất cả này cũng chỉ có các vị A La Hán, trưởng lão A La Hán thôi, không có thì kheo phàm nhân can dự vật. Vì thế cho nên một nhóm các vị tỳ kheo, những vị tỳ kheo mà họ không được tham dự vào cuộc có tập thì họ tuyên bố rằng họ sẽ làm một cái kết tập tâm tạng khác những gì mà họ đã được học hỏi, đã được nghe, được biết lời dạy của Đức Phật. Họ sẽ kết tập kinh điển của Đức Phật theo cái cách của họ, chứ họ không có biết tới cái việc kết tập tâm tạng của kết tập kinh điển của các bậc trưởng lão A La Hán. Thế là họ lập riêng. Thì Đức vua Asoka thì ngày Đức vua cũng dĩ hòa dĩ quý, một phần thì cũng ủng hộ, phần lớn là ủng hộ cho các vị A La Hán kết tập tâm tạng, nhưng mà đối với các vị tỳ kheo kia cũng là những vị khả kính. Thời đó là sau khi vua đã dạng lọc các vị giả tu ở trong Phật giáo, thì còn lại bao nhiêu vị phàm tăng và tánh tăng thì những vị đó vua đều kính trọng cả, cho nên vua cũng ủng hộ cho họ kết tập tâm tạng. Nhưng mà cái sự kết tập đó thì họ lại dùng cái tiếng Sanskrit để họ kết tập, chứ họ không dùng tiếng Makati, tiếng Pali như là các vị A La Hán. Và do đó những cái bộ, những cái kinh điển, những cái chuỗi kinh điển mà họ kết tập đó, thì họ lấy theo cái danh từ xưa mà ảnh hưởng đến kinh điển của Bà La Môn giáo đó, cũng xài chữ Agama mà tạo âm là A-Hàm. Kinh điển của Bà La Môn giáo, tất cả những thánh thư họ đều gọi là Agama, A Hàm, chứ không gọi đi Kaya. Cho nên các vị kết tập tâm tạng riêng như vậy đấy, thì các vị cũng dùng chữ như thế. Và cũng chính vì chỗ này mà bộ phái Mahasankhika
chúng bộ, khi mà họ truyền bá Phật pháp và họ sử dụng đến Agama, A Hàm, sau khi mà truyền bá qua đến những cái xứ khác như là bên Tây Tạng hay là qua bên Trung Hoa, sau này ngày Trần Nguyên Trang cũng đem cái A Hàm đó về Trung Hoa để mà dịch, cho nên Agama lúc giờ ở đó. Cái hệ thống kinh điển của Phật giáo Đại Thừa hay là Phật giáo Bắc Tông thì kinh điển xài A Hàm, Dikkaragama, Trung Trường A Hàm, Machima Agama là Trung A Hàm, vân vân, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm xài như thế. Cho nên khi mà phân biệt giữa hai cái chữ đi ca giá và cái chữ Agama đó, thì chúng ta nên biết rằng bắt nguồn từ đó. Và sau này hãy mỗi khi nói đến Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh thì các vị học giả biết rằng là kinh điển Pali. Còn khi mà xài Agama đó, thì là biết kinh điển Sanskrit Bắc Phạn. Và ngay như kinh điển của Trung Hoa mà họ dịch ấy, rồi dịch sang tiếng Việt mà bây giờ quý và thượng tọa tăng đi bên Bắc sử dụng thì vẫn là kinh A Hàm. Hãy nói tới A Hàm là biết đó là kinh điển của Bắc truyền, mà nói đến Đi Ca Giá là biết là kinh điển của Nam truyền. Đó là cái sự phân biệt mà chúng ta phải chú ý. Với lại với cái vấn đề kinh điển Đi Ca Giá, trong Đi Ca Giá thì gọi là Trung Bộ là gồm những cái bài kinh không quá ngắn mà cũng không quá dài như là Trường Bộ. Những cái bài kinh này alo dạ 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 ngày mai xin phép tôi nghỉ để mày dạ mình đi thuyết pháp ở Sài Gòn. Dạ 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 thứ hai tuần sau vẫn bình thường. Dạ 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 thầy Ba Hỷ giúp mình cho lớp nghỉ. Dạ 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 dạ. Ồ xin lỗi quý vị, chúng tôi quên tắt máy. Chúng tôi trở lại với vấn đề là ở đây chữ Trung Bộ, chữ Trung Machima là trung bình. Trung bình ở đây tức là không quá dài như là 34 bài kinh của Trường Bộ đi khác, mà cũng không quá ngắn như là những cái bài kinh trong Tương Ưng Tăng Chi. Và chúng ta nên biết rằng gọi là vừa phải là không có ấn định là cái số lượng trang bao nhiêu, không có số lượng số trang số chữ của một bài kinh không ấn định, chỉ nói rằng là không quá dài so với Trường Bộ và không quá ngắn như là đối với các cái bộ kinh khác, chỉ vậy thôi, gọi là Machima. Thì đó là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thứ nhất mà thượng tọa giáo đẳng vừa nêu Nam Mô Bổn Thầy. Xin thỉnh thượng tọa trở lại.
Sa thú kính chân thượng tọa tiểu sư. Thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa có ở trước máy và nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Tân đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa khoan nghỉ giúp trả lời cho câu thảo luận số 2. Dạ thượng tọa Pháp Tân, phải chăng là cái thời lượng của Trung Bộ Kinh đó nó tương đương với một thời pháp khoảng chừng 1 giờ đồng hồ? Dạ, 1 giờ đồng hồ. Và cái thời pháp như vậy đó, có nhiều học giả nói rằng cái thời lượng không dài không ngắn á, đủ để nói lên những điều quan trọng, giảng giải. Và đó cũng là cái pháp thoại mà Đức Phật giảng trong đời, trong hàng ngày cho chư tỳ kheo. Thì Thượng tọa có chia sẻ quan điểm này không? Xin kính thỉnh thượng tọa. Dạ, kính bạch Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sân Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo. Con kính lễ Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, cùng Đức Nguyên Thông, cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Theo con thì con nghĩ là Trung Bộ Kinh là những cái bài kinh thì như là Thượng tọa Tề Siêu đã nói khi nãy đó, cũng không quá dài, cũng không quá ngắn, cho nên được xếp vào những cái bài kinh gọi là kinh Trung Bộ. Thì con nghĩ rằng cái thời Đức Phật thì có lẽ là Đức Phật là một cái vị chánh đẳng chánh giác tuyên thuyết giáo pháp á, thì có lẽ là Đức Phật ngài cũng những cái phần nào cần giảng rộng, nói rộng thì ngài cũng nói rộng, có những cái phần cô động lại thì ngài cũng nói cô động lại. Nhưng mà đọc trong những cái bài kinh thì trong những cái bài kinh á, thì nó cũng không phải là đồng đều về số lượng trang chữ giống nhau đâu trong Trung Bộ Kinh, nhưng mà nó hầu như là nó có cái chung chung là những cái bài kinh so với những bài kinh Trường Bộ thì quá dài, nhưng mà bài kinh Trung Bộ thì nó ở mức độ trung bình. Còn ví dụ như đọc ở trên Tăng Chi thì khúc khúc đoạn đoạn ngắn ngắn, hoặc là tương ưng thì con cũng thấy như vậy. Tương ưng tùy theo cái tương ưng như thế nào thì Đức Phật ngày dạy thì nó có phần là nó giống nhau nhưng mà nó cũng ngắn so với Trung Bộ. Nhưng mà ở trong những bài kinh thì con nghĩ rằng để mà chuyển tải cho một cái thời lượng mà 1 giờ đồng hồ mà với một cái bài kinh ở trong kinh Trung Bộ đó, thì con nghĩ rằng có những bài kinh không thể chuyển tải hết được. Theo con là như vậy. Cái cách hành văn trong Bali con có tiếp xúc suốt với lại các thầy nhiều khi rồi. Các thầy cũng không quen đọc kinh Bali, tức là kinh Nikaya của hệ Nam truyền đó. Thì cho nên là các thầy nói nó lộn thộn, rồi nó nhiều cái lặp đi lặp lại. Và quả thật là con nghĩ đọc mà không quen thì rõ thật là chúng ta cũng gặp nhiều cái câu văn dường như là lặp đi lặp lại. Nhưng mà con nghĩ rằng ở trong những cái đoạn văn kinh như vậy đó, chánh văn kinh như vậy, vậy đó, những một cái lý pháp rồi. Thì nội dung của một cái bài kinh thì con nghĩ rằng có những bài kinh thì có thể nói là phải giảng nhiều bài, nhiều buổi học, chứ không thể nói rằng một tiếng đồng hồ mà có thể chuyển tải hết được. Có những bài kinh thì con nghĩ như là như là những cái giáo trình của ngài Hòa Thượng Minh Châu, ngài rút tỉa lại ở trong cái nội dung của các cái bài giảng của ngài, thì con thấy rằng có những bài cũng rất là dài, phải nhiều cái buổi giảng. Rồi có bài thì cũng ngắn, có thể tóm cô động lại ở trong một cái buổi giảng là 1 giờ đồng hồ.
Thì ở đây thì con nghĩ rằng đối với Đức Phật, cái thời Đức Phật thì ngài giảng một bài pháp thì con cũng không biết là của kiết tập hay là một bài kinh, đó là ngài giảng một ngày hay là nhiều thời gian như vậy, hay nhiều cái pháp hội khác nhau để trở thành một cái bài kinh. Nhưng mà ở đây đó thì con nghĩ rằng với cái trí tuệ của một Đức Phật, một bậc chánh đẳng chánh giác, thì ngài có thể tùy theo cái hội chứng và tùy theo cái thời gian, rồi ngài có thể nói một cái bài pháp đó. Thì con nghĩ là trong nội dung của bài kinh Trung Bộ nói riêng á, thì theo con thì có những cái bài rất là không thể nói là một buổi giảng mà có thể xong, hoặc là nhiều buổi. Nhưng mà có những bài kinh thì con nghĩ rằng cũng rất là xúc tích ở trong đó. Con cũng không có nhớ từng ở cái tên tựa đề của bài kinh hết, nhưng mà nói tới đâu thì có lẽ nhớ mang máng. Nhưng mà đó là một trong những cái bài kinh mà Đức Phật ngài nói trong dài cái chi pháp rút ra ở trong đó. Thì ở đây đó thì theo con nghĩ rằng cái bài kinh Trung Bộ đó, là trong một trong những cái bộ kinh mà nặng về cái phương pháp tu tập. Tu tập là nhiều. Vì vậy cho nên là con nghĩ rằng là cuộc đời thì cũng Phật pháp á, thì mình học để tu ở trong Phật pháp. Thì kinh một kinh bài bộ kinh Trung Bộ là một bài kinh hết sức là quan trọng. Bởi vì ở cái đặc nạn về cái nội dung tu tập mà được Đức Phật ngài hoặc là chư vị thánh chuyển hóa giảng dạy để rồi chúng ta lấy đó làm tập, thì con nghĩ rằng cái đó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Thì theo con nghĩ rằng trong một trong những cái suy nghĩ mà mình đã có cái sự suy nghĩ như vậy về cái điều mà người ta đặt ra ở đây, thì thời lượng cũng như là đối tượng cũng như là hội chúng, thì những cái điều đó con nghĩ rằng học qua một cái Trung Bộ kinh thì thật sự ra thì cần có những cái, đặc biệt là những vị mà có cái khả năng xem về chú giải sớ giải đó, thì mới có thể là những bài kinh, có những bài kinh rất là sâu sắc, cũng không phải là dễ hiểu, nhưng mà nhờ cái chú giải đó, nhờ cái sự giải thích đó, thì thông cộng thêm cái kiến văn của Phật pháp nữa đó, thì sẽ giảng thì điều đó rất là lạc cho cái hội chúng của chúng ta. Thì đây là những cái ý mà con xin được có cái chia sẻ qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng đã nêu ra ở đây. Bây giờ thì nếu còn Thượng Tọa thì con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Mô Bích Tha Giá. Dạ, Lan Dương Nguyệt ơi, có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Lan Dương Nguyệt có thấy cái câu của Thượng Tọa Giác Đẳng không? Dạ, cảm ơn Phong Lan, cảm ơn Châu Phan. Dạ, vậy là Lan Dương Nguyệt bận rồi, không có ở trước máy. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, theo lời của Thượng Tọa Giác Đẳng thì hôm nay sư đang có khóa tu học, nên sư kêu Phật tử tuần tự bớt từng câu thảo luận và thỉnh chư tăng
Dạ, là điều hợp. Nam Mô Bích Tha Giá, vậy con Lan đã có những câu thảo luận của Thượng Tòa Giác Cẳng chưa? Dạ, có sẵn ở trong cái email chưa? Dạ, chưa có hả? Ở trong email mình có rồi đó, con Lan. Chưa đưa từ tối hôm qua lần đó không ra. Nên hồi nãy Nhật Bình có post câu đầu tiên, nhưng mà câu đầu tiên thì sư đưa lên thêm một câu thứ hai kèm vô. Dạ, vậy là không đang chưa có gì. Nhật Bình sẽ post ra và Nhật Bình dạ, vậy Nhật Bình sẽ post ra được con cung thỉnh Ngài Tỳ Siêu điều hợp dùm. Dạ, để con lấy bài ra. Dạ, lúc nãy là Thượng Tọa đã hỏi câu thứ hai rồi. Dạ, bây giờ thì có câu thứ ba. Dạ, con cung thỉnh Ngài Tỳ Siêu từ bi điều hợp chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ, câu hỏi thứ ba của Nguyên Nhân là của Thượng Tọa Giác Đẳng gửi cho con trong email là không có dấu, và sư cũng đã nhờ chúng con bỏ dấu thì con bỏ dấu, nếu có sai như thế nào thì con cung thỉnh quý Ngài chỉ dạy lại dùm cho con. Tại từ Phật học con cũng không có rành lắm nên có thể là con sẽ chỉnh dấu sai. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con cung thỉnh Ngài Tỳ Siêu từ bi điều hợp chương trình còn lại ạ. Dạ, hôm nay Thượng Tọa Giác Đẳng cho tỷ 1, 2, 3, 4, 7 câu hỏi lần ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con không biết Ngài Tỳ Siêu có trước máy không? Ngài có thể cho con xin một tín hiệu để con kính dâng bích đến Ngài không ạ? Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo tràng còn nghe được âm thanh Nhật Bình không? Châu Phan ơi, con Lan ơi, còn nghe được không? Cho Nhật Bình xin một tín hiệu. Dạ, cảm ơn đạo tràng rất là nhiều. Dạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con thấy không có tín hiệu của Ngài Tỳ Siêu. Con cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thân, Pháp Tăng. Dạ, con cung thỉnh sư từ bi điều hợp chương trình còn lại ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, Thượng Tọa Pháp Tăng có nghe được âm thanh con. Dạ, con kính nhân bích đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì câu hỏi đặt ra là thỉnh Thượng Tọa Tỳ Siêu, mà có lẽ là Thượng Tọa Tỳ Siêu không có mặt trước máy, nên chúng tôi sẽ tiếp cái trả lời cái câu này. Cái câu hỏi số 3 ở đây đó là hỏi xin sơ lược về thời biểu sinh hoạt hàng ngày của Đức Phật. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng trong kinh đó, thì chúng ta biết Đức Phật Ngài có 5 cái thời biểu. Mà 5 cái thời biểu sinh hoạt đó là thường xuyên sinh hoạt của Đức Phật, cho nên là gọi là Puthakicca, tức là cái Phật sự hay là cái phận sự của Đức Phật, cái việc làm của Đức Phật. Vậy Đức Phật Ngài làm cái gì đó? Thì cái việc làm của Ngài gọi là việc làm Phật sự. Ngày nay Phật giáo và đặc biệt là Phật giáo Bắc truyền thì hay sử dụng cái từ Phật sự để áp dụng cho cái đời sống hàng ngày của mình. Ví dụ như ông thầy, ông sư gì đó đi làm công việc gì đó, dù là việc đó xem như là việc thiện đi nữa, từ cái việc mà gì đi nữa thì mà cái ông thầy, ông sư hay là sư cô làm gì thì gọi là đi làm Phật sự. Thì nhiều khi mình xài nó không đúng. Cái việc làm của người phàm bất dùng cùng lắm thì mình làm cái gọi là cái thiện sự,
trong đời sống hàng ngày thì có thể được. Trở lại cái câu nói, câu hỏi gọi là sơ lược về thời biểu sinh hoạt của Đức Phật, thì chúng ta được biết ở trong lịch sử thì Đức Phật Ngài có 5 cái việc làm hàng ngày của Ngài. Cái việc làm thứ nhất đó là sáng sớm tinh mơ, tức là mỗi buổi sáng như vậy thì Đức Phật thường gọi là giống như là cái sự mà phóng quang để quán cái nhân duyên, coi chúng sinh nào nên tới độ, nên tới độ. Thường là Đức Phật làm như vậy. Thì Ngài là giống như là Ngài nhìn hôm nay là thấy có cái hôm nay buổi chiều gì đó, thì Ngài thấy hôm nay là có một cái cô thiếu nữ con ông thợ dệt chứng quả, sẽ tu chứng quả Tu Đà Vờ, phải sẽ đến nghe pháp thì vân vân. Hoặc là hôm nay thì Đức Phật quán là vô não sẽ là Ankulimala, sẽ là cái người mà có cái duyên lành, trong khi ruột mẹ là sẽ là bởi vì nghe theo lời thầy bạn ta gì đó, rồi ruột theo mẹ để chặt cái ngón tay theo đủ cái số 99.000 cái gần 1.000 cái ngón tay, 999 cái ngón tay đó, để phơi khô xỏ thành cái tràng hoa đeo trên người, và đó là cái thành quả. Rồi Đức Phật đến đó để Ngài tiếp độ. Thì khi ra mỗi buổi sáng như vậy thì Đức Phật có cái phận sự là cái việc làm là bủa cái Phật nhãn, mình tạm gọi là bủa cái Phật nhãn, có nghĩa là quán coi chúng sinh nào nên tế độ, có cái duyên lành tế độ của ngày hôm nay, thì tự động Ngài sẽ có mặt ở đó. Thì mình nhìn lại ở trong kinh á, thì chúng tôi nghĩ rằng cái đoạn đường mà từ nơi Đức Phật Ngài đang trú cho đến khi là Đức Phật Ngài đi đến cái đối tượng mà Ngài cần tiếp độ, nhiều khi nó cũng xa lắm, khi gần là khi xa. Thì cái chuyện di chuyển mà nếu mà xa đó, với cái tốc lực mà đi bình thường của một người bình thường thì đi bộ khó mà tới. Chắc chúng tôi nghĩ là Đức Phật Ngài sẽ sử dụng cái thần thông, thần thông để mà Ngài đi với một cái quãng đường xa như vậy. Ngày xưa phần lớn thì chư tăng sẽ đi bộ. Cái phương tiện mà người ta di chuyển với nhau thì có lẽ bằng xe bò, xe ngựa, từ nơi đây tới nơi kia. Những cái cỗ xe bằng những cái con vật như vậy thì người ta sẽ sử dụng cái xe bò, xe ngựa để người ta đi. Ngày xưa là như vậy. Và phần lớn là chư tăng sẽ đi bộ. Thì Đức Phật á, là một cái vị mà gọi là chánh biến tri, chánh đẳng giác, thường thường là chúng ta được biết vậy. Cho nên là Ngài có một cái trí tuệ của một bậc chánh đẳng giác. Ngài dùng cái Phật nhãn đó, Ngài quán cho chúng sinh nào có cái duyên lành để Ngài tế độ. Một trong những cái việc làm đầu tiên của Đức Phật trong mỗi buổi sáng sớm tinh mơ. Và kế tiếp nữa là buổi trưa lại đó, thì ví dụ như khoảng tầm 8-9 giờ, 9-10 giờ. Ngày xưa thì không có nói rằng giờ giấc, mà chỉ là căn cứ vào cái mặt trời mà đứng bóng thì xem như mình dùng cái đó là gọi là phi thời. Vikalapho là phi thời. Vikalapho là phi thời. Chữ kala ở đây là thời gian. Thì Vikalapho là phi thời. Phi thời. Cho nên cứ căn cứ vào đó, chứ không phải là căn cứ vào đồng hồ 12 giờ. Tuy nhiên thì
Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài sẽ đi trì bình khất thực. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài đi từ nhà này sang tới nhà khác, làng này tới nhà khác, đến một cái thời điểm thích hợp. Thì Ngài trước khi mặt trời đứng bóng thì Ngài sẽ trở về cái nơi của Ngài để thọ dụng những cái vật thực đó. Trong cái thời gian mà Ngài đi khất thực đó, thì những ai mà được cúng dường đặt bát đến Ngài, cái câu mà gọi là nhất bát thiên gia phạn, cô thân dạng lý du, tỳ nhi sinh tử sự, tương tự như vậy, thì có nghĩa là cái một bát cơm mà tới nghìn nhà, rồi một cái chân một mình đấy mà mình bước đến với cái thời cái quãng đường nó dài như vậy, và cái chuyện sinh tử là chuyện lớn, và nuôi cái mạng sống này chỉ là chuyện phương tiện. Hiểu cái đại ý chung chung là như vậy. Thì đời sống của Đức Phật và Chư Tăng ngày xưa cho đến ngày nay cũng vậy, có nghĩa là đi trì bình khất thực. Mà quý vị thấy là cái người mà đặt bát, cái vị mà đi nhận bát thì cũng không có chấp trước cái gì. Không chấp trước có nghĩa là không biết hôm nay mình sẽ dùng cái vật thực gì, cũng không biết. Đi đến đâu thì ngày hôm đó người đàn tính ở nhà họ dùng cái gì, họ nhường răng ít thế là họ cúng nhường cho chư Phật, Đức Phật và Chư Tăng, ví dụ vậy. Thì các ngài không có chấp trước đến cái việc đó. Rồi xong rồi ngài, các ngài dùng thì dùng trước khi đứng bóng, mặt trời đứng bóng, có nghĩa là hợp thời. Còn đứng mà sau khi mặt trời ngã bóng, trở về chiều thì gọi là phi thời. Phi thời. Thì như vậy đó, thì Đức Phật có cái phần sự thứ hai là đi trì bình khất thực, là để cho ai đó có cái duyên lành cúng dường được một bát cơm, bát cháo hay là một cái gì đó đến với Đức Phật. Thì chúng ta cũng biết rồi, cúng dường đến với một vị chánh đẳng chánh giác, phước rất là thù thắng, rất là thù thắng, là có cái duyên lành, tiếp nối cái duyên lành, kết nối những cái duyên lành từ cái việc mà lợi lạc nhất là ở trong, có thể là trong hiện tại họ được nhiều tăng điều, nhiều cái phước, trong tương lai thì họ sẽ sanh ở cõi trời, cảnh giới an vui, và ít ra thì họ tạo được cái duyên lành, có cái duyên đó mà đưa hướng họ đến giải thoát trong tương lai. Cho nên cái việc mà Đức Phật này đi trì bình khất thực á, thứ nhất là nuôi cái, cho người khác, nuôi thứ nhất là mình nuôi cái thân này, nuôi cái thân này với sự không tham cầu, không chấp trước, rồi là để cho ai mà có cái duyên lành cúng dường đến với Đức Phật thì người đó họ được cái lợi lạc ở trong kiếp hiện tại cũng như là nhiều kiếp trong tương lai, đặc biệt là gieo cái duyên lành hướng đến cái sự giải thoát trong tương lai. Là như vậy. Buổi chiều lại thì Đức Phật có một cái phần sự nữa là Ngài thuyết pháp cho hàng cư sĩ. Cho nên là trong suốt 45 năm hoằng pháp Đức Phật thì Đức Phật có một cái thời gian dài ở chùa Kỳ Viên, chùa Kỳ Chetawana, thời gian dài ở đó. Chúng tôi nhớ như 19 hạ hay là 25 hạ gì đó. Ở đó. Còn lại là những năm khác, những cái hạ khác thì Đức Phật ở đây một thời gian, ở kia một thời gian, nhưng mà ở cái thời gian dài nhất là ở chùa Kỳ Viên. Thì Đức Phật ngài ở đâu đó thì buổi chiều thì ngài thường có cái việc thuyết pháp cho những hạng cư sĩ, phần lớn là như vậy. Cho nên chúng ta nghe là có nhiều cái người đàn tính, những người thí chủ, những cái người cư sĩ, cả vua Bình, vua A Xà Thế, vua A Xà Thế, vua Ba Tư Nặc, cho đến những cái người cư sĩ khác,
hay là những vị quan nguyên các, cho đến những cái người mà ăn xin cũng vậy. Ví dụ như là chúng ta được biết ông Thiện Giác Cùi sau những buổi xin ăn trở về thì ông sẽ là cái người mà ngồi ở phía sau để nghe pháp. Ông cũng lũ lượt đi cùng với là những người cư sĩ Phật tử, những người cư sĩ khác đi đến chùa để mà nghe pháp vào buổi chiều. Buổi chiều mà nhờ đó mà ông chứng quả vị Thánh Tu Đà Vật. Mình nói như vậy để mình thấy rằng Đức Phật á, thì Ngài lại có những cái phận sự như vậy. Như vậy cái phận sự Ngài lại đem lại cái sự lợi ích cho cái thế giới, thế gian này, thế gian này. Bởi vì khi mà Ngài thuyết pháp đó, thì những người ở trong cái hội chúng đó ít nhiều cũng được cái lợi lạc. Rồi bên cạnh đó thì cũng có những vị chư thiên. Chư thiên thì cũng không phải là chư thiên phạm thiên ở cõi nào cũng có thể là nghe Đức Phật hết được đâu. Có một số cõi phạm thiên thì có thể nghe được, cũng có thể hướng đến với Phật pháp được, có thể khởi tin, khởi cái niềm tin từ ở đó được. Nhưng mà có những cái cõi cảnh giới thì những vị chư thiên, những vị phạm thiên, những vị phạm thiên đó họ không có thể nghe được. Điều này thì có thể nói rằng vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng là Đức Phật có một cái hồng danh gọi là Thiên Nhân Sư. Thiên Nhân Sư có nghĩa là thầy của chư thiên và nhân loại. Cho nên cái bài pháp của Đức Phật á, Ngài thuyết ra đó, thì người ở trước ở cõi nhân loại này thì mỗi buổi chiều như vậy thì những người cư sĩ, những người đàn tính họ có thể nghe được Phật pháp, họ được lợi lạc. Rồi bên cạnh đó thì có những vị chư thiên, những vị chư thiên, và những vị chư thiên này á, những vị thiên này đó thì họ sẽ có thể nghe được Phật pháp, họ quan hỷ và họ sanh phước lên thiên, sanh phước lên thiên. Thì đó là một trong những cái phận sự thứ ba mà mỗi buổi chiều lại thì Đức Phật Ngài thuyết pháp cho những hàng cư sĩ. Và cái phận sự thứ tư đó thì chúng ta cũng được biết đó là tối lại thì chỉ còn có chư Tăng và Phật, Đức Phật thôi. Vì vậy cho nên là Đức Phật sẽ giáo giới cho chư tỳ kheo, giáo cho chư tỳ kheo. Cho nên là những cái gì mà Đức Phật Ngài dạy đó, những cái này cái kia đó, thì thường thường là Ngài nhắc nhở đến pháp và luật ở trong Phật pháp này để cho chư tỳ kheo biết để mà tu tập. Tu tập cái việc mà giáo giới của Đức Phật á, chúng ta nghe ở trong kinh, biết được ở trong kinh, có nhiều khi rồi là bước vào hội chúng Đức Phật nín thinh thôi, Ngài không nói, Ngài không nói. Mặc dù là chờ đợi rất là lâu, đến lần thứ hai, lần thứ ba được tác bạch như vậy thì Đức Phật Ngài vẫn nín thinh, Ngài mà không thuyết pháp. Lúc đó là Ngài quá nhân duyên ở trong một cái hội chúng đó có những vị tỳ khu ác giới, ác giới, cho nên Đức Phật Ngài không có thuyết pháp. Khi nào mà mời cái vị đó ra khỏi cái hội chúng thì Đức Phật Ngài mới thuyết pháp. Như vậy thì Đức Phật á, Ngài cũng quán thấu nhân duyên, bởi vì một trong những cái gọi là thập lực trí của Đức Phật, tức là 10 cái trí của vị chánh đẳng chánh giác á, thì Ngài biết được cái căn cơ, cái phinh hướng, cái sở hành của chúng sinh, trong đó có cái cõi nhân loại của chúng ta. Thì có những người mà họ ác giới, họ không đúng, thì Đức Phật Ngài không có nói đến pháp đến những người đó. Thì ở đây giáo giới chư tỳ kheo là những điều mà Phật Ngài nhắc nhở cho những vị tỳ kheo tăng chúng đệ tử của Ngài phàm hay là thánh. Bậc thánh thì có những bậc thánh đã hoàn toàn giải thoát thanh tịnh. Đối với người phàm phu thì có những người tốt, có những người chưa tốt. Và Đức Phật Ngài thường thường có những cái điều giáo giới đó nhắc nhở cho chư tỳ kheo nên làm cái này, cái này, cái kia, vân vân.
Đó là những cái điều mà Đức Phật này nhắc nhở cho những người đệ tử. Để chi? Để cái việc mà tăng chúng hành trì cho tốt đẹp, hành trì cho tốt đẹp. Vì vậy cho nên là mang đến cái sự lợi ích cho hàng tăng chúng và cái sự duy trì tồn tại của tăng chúng. Cho nên trong giới luật á, chúng ta thấy rằng trong giới thì có những điều mà Đức Phật ngài cấm. Trong luật á, thì hiểu rằng có những điều Đức Phật ngài khuyên là cấm, có những điều thì Đức Phật khuyên nên làm như vậy, làm tức là cho phép và cho phép và nghiêm cấm là như vậy. Thì Đức Phật là một vị chánh đẳng giác, cho nên ngài biết là nếu mà làm như vậy thì sẽ có tác hại cho đời sống phạm hạnh, nên Đức Phật khuyên là nên tránh xa những điều đó. Mình không tránh xa thì mình chịu thôi. Còn nếu mà ai biết tránh xa thì Đức Phật khuyên cái điều đó là nên tránh xa, có nghĩa là ngăn chặn những cái hành vi xấu từ thân khẩu. Còn ngài khuyến khích làm nên làm như vậy, điều này nên làm như vậy thì nó mang lại cái lợi ích của quần chúng, lợi ích cho hàng cư sĩ, hoặc là lợi ích cho những bản thân của những cá nhân của những vị tu sĩ, những vị tăng sĩ đó. Ngài biết lợi ích vậy. Cho nên những cái điều mà Đức Phật ngài giáo giới cho chư tỳ kheo đó, giáo giới cho chư tỳ kheo đó, thì đều là những cái điều là những cái điều mà Đức Phật ngài muốn gửi gắm đến chư những tỳ kheo là nên làm như vậy, nên tránh như vậy để được tốt đẹp cho mỗi cá nhân, để hoàn thiện cho tăng đoàn là như vậy. Hoàn thiện cho tăng đoàn. Và cái bộ phận thứ năm cuối cùng là mỗi khuya như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng trong cái văn hóa lịch Ấn Độ thì họ không có năm canh như chúng ta. Ví dụ như chúng ta thì thường là mô tả trong văn học là năm canh. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chạy thức đủ năm canh. Nhưng mà đối với người Ấn Độ thì một đêm của họ chỉ có ba canh thôi. Thí dụ như là canh rạng đêm, chúng ta nghe mô tả là canh một, canh đầu tiên thì ngài là cái tâm của ngài hoàn toàn thanh tịnh vậy đó. Rồi cái canh thứ hai là ngài chiến đấu với giặc lòng, ví dụ vậy. Rồi canh ba đó là ngài hoàn toàn giác ngộ. Thì mô tả ở trong văn học của kinh điển, ở trong kinh điển Pali, và đặc biệt là đối với người Ấn Độ đó, thì một đêm vậy họ chia có ba canh thôi. Ba canh thôi. Đức Phật giác ngộ vào cái canh cuối cùng là canh ba, mà bắt đầu là canh ba sao mai dượng ngọc, có nghĩa là khoảng 4 giờ khuya gì đó, bắt đầu là canh ba, bước sang canh ba đó, bắt đầu là sao mai vừa mọc, Đức Phật ngày giác ngộ. Thì cái điều này đó, chúng ta thấy rằng là Đức Phật thường là giáo giới, đặc biệt là ngày thuyết pháp cho các vị chư tiên, các vị chư thiện. Theo một cái số suy nghĩ quan niệm đó, thì những vị chư tiên á, họ nhìn cái cõi nhân loại như là một cái sự ô trược, mà họ xuất hiện vào những đêm khuya như vậy. Rồi chúng ta nghe mô tả ở trong kinh Pháp Cú á, Đức Trời Đế Thích có bao giờ chăm sóc ai đâu, không bao giờ chăm sóc ai. Nhưng mà đối với Đức Phật á, thì với cái nhìn của Đức Trời Đế Thích á, thì được chăm sóc Đức Phật trong khi Đức Phật bệnh hoạn, thọ bệnh á, thì được chăm sóc Đức Phật, hay hoặc là những cái đêm bình thường á, thì Đức Đế Thích sẽ xuất hiện để mà được hân hạnh, được diễm phúc chăm sóc Đức Phật.
chăm sóc Đức Phật, ví dụ như là về đó là phục cho Đức Phật những cái gì đó, để chi? Để tạo cái phước lành, tạo cái phước lành. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là Đức Phật thường là giáo giới cho chư tỳ kheo vào ban, xin lỗi, cho chư thiên vào ban khuya. Khuya thì dù gì đi nữa thì có những cái cảnh giới chư thiên, mình gọi cảnh giới chư thiên thì nói chung đi, thì những cái cảnh giới mà gọi là cảnh giới an vui đó, những vị đó có cái duyên lành được nghe Đức Phật thuyết pháp như vậy thì các vị đó cũng có thể được nhiều cái lợi lạc. Cho nên Đức Phật có năm cái việc làm mà mình gọi là thường nhật, mà mình gọi ở đây tức là Phật sự. Phật sự tức là những cái việc làm của Đức Phật. Buổi sáng thì Ngài dùng tuệ nhãn coi chúng sinh nào lên tới độ thì Ngài sẽ đến đó, có mặt ở tới đó để Ngài tiếp độ. Buổi trưa lại chút đó thì Ngài sẽ là đi trì bích thực để thọ thực trước khi mặt trời mà đứng bóng, mặt trời đứng bóng. Buổi chiều lại là phần sự thứ tư, thứ ba đó thì Ngài thuyết pháp cho hàng cư sĩ. Rồi buổi tối lại là phần sự thứ tư thì Ngài sẽ giáo giới cho chư tỳ kheo. Và khuya lại thì Ngài sẽ là thuyết pháp cho vị chư thiền. Đó là năm phần sự mà Đức Phật thường làm trong đời sống hàng ngày. Cái giống như cái thời biểu trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của Đức Phật là vậy. Thì chúng tôi xin được chia sẻ qua cái câu hỏi số 3 này. Bây giờ thì xin dứt lời ở đây. Kính mời cô Phật tử Hoàng Nghĩ bước lên cái câu số 4 để thỉnh gì khác. Tùy quý vị đi, quý vị MC lên thỉnh. Có thấy Hoàng Nghĩ là có đầy đủ pháp tính vô nữa đó, mà nếu được thì quý vị sẽ thỉnh. Câu nào thấy được thì quý vị sẽ thỉnh thượng tọa Thầy Siêu thỉnh để thượng tọa sẽ chia sẻ thêm. Và có đại đức Phật tính cũng như là đại đức Nguyên Thông. Dạ, sa thu chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Tăng. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, con cùng thỉnh Ngài Thầy Siêu. Dạ, Ngài từ bi điều hợp tại chương trình ngày hôm nay đó bạch Ngài. Tại vì thượng tọa giác đẳng đã bản rồi và Ngài còn chưa có để lại mấy câu hỏi, và thượng tọa Pháp Tân đã giảng dạy câu thứ ba. Và bây giờ thì con cung kính Ngài và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con kính nhân mít đến Ngài ạ. Kính thưa quý vị, bây giờ thì được biết là thượng tọa Giác Đẳng đang bận công việc, bận rộn với cái khóa tu học mà mùa hè nên không có vào được học được. Chúng ta còn lại 4 câu hỏi. Ở trong 4 câu hỏi này, trong cái câu hỏi thứ 4, tại sao phần lớn các bài kinh Trung Bộ dạy về sự tu tập, trong lúc Trường Bộ thì có nhiều bài kinh ở nội dung tỷ giáo giữa Phật Pháp và ngoại giáo? Thì bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi trả lời cái câu này, rồi sau đó câu thứ 5 thỉnh đại đức có tính được không ạ?
là Đức Phật tính đã có mặt ở trước máy không? Xin hỏi là Đức Phật tính có mặt ở trước máy không? Ồ, vậy là Đại Đức Quan Hỷ chút xíu nữa sau khi tôi trả lời xong cái câu số 4, Đại Đức Pháp Tính Quan Hỷ trả lời dùm cái câu phải chăng cách trình bày theo hình thức phấn đáp đã có từ thời ban sơ của Phật giáo, hoặc là Đại Đức trả lời câu số 6, trung bộ kinh có bao nhiêu bài kinh chấm hổ và phải mất bao nhiêu ngày để giảng mỗi ngày, trong cái bài thì trong cái câu số 5 này, ở trong câu số 6 này, hình như là Thượng Tọa Giác Đẳng còn thiếu một chữ. Thượng Tọa nói rằng trung bộ kinh có nhiều bài kinh chấm hỏi, cái câu đó không thành câu hỏi quý vị. Nếu mà trung bộ kinh có nhiều bài kinh chấm hỏi, phải mất bao nhiêu ngày để giảng mỗi bài? Một là chúng ta phải bỏ cái dấu hỏi đó đi, bỏ dấu chấm hỏi đó đi, chúng ta chỉ giữ lại cái dấu chấm hỏi sau cùng thôi. Hai là chúng ta phải, nếu giữ lại cái dấu chấm hỏi trong câu này đó, có hai dấu chấm hỏi chúng ta giữ lại hết, thì cái câu đầu là chúng ta phải thêm cái chữ bao nhiêu bài kinh, có bao nhiêu bài kinh. Chứ tôi nghĩ rằng dạ rồi, sửa như vậy thì đúng. Như vậy thì trong hai câu đó để Đức Pháp Tính Quan Hỷ câu nào thì thỉnh để Đức trả lời câu đó. Còn bây giờ thì chúng tôi trở lại để trả lời cái câu hỏi số 4. Kính thưa quý vị, thực ra thì cái sự xếp đặt thành trường bộ kinh và trung bộ kinh đó là do các vị A Sa Lê, các vị kết tập, các vị sắp xếp. Và trong thời Đức Phật đó, thì Ngài thuyết, Ngài không có thuyết ấn định là thuyết hết trường bộ rồi mới tới thuyết trung bộ, không phải như vậy. Và vì rằng những cái bài pháp mà Đức Phật thuật về thuyết cho các vị tỳ kheo nhất là vào cái thời mà giáo giới thì chúng tỳ kheo buổi tối đó, như trong năm cái phận sự mà Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân đã trình bày khi nãy, năm cái phận sự của Đức Phật, năm cái phận sự của Đức Phật thường nhật đó, cái thời biểu của Đức Phật thường nhật thì Padusi Phiko Ova Đăng vào cái buổi chập tối, Padusi là chập tối thì Đức Thế Tôn Ngài giáo giới cho các vị tỳ kheo, thì Ngài sẽ thuyết những cái bài kinh, Ngài sẽ thuyết những cái bài pháp. Mà những cái bài pháp đó vì nó có cái dung lượng vừa phải cho nên gọi là trung bộ, các ngài xếp thành như vậy. Và khi mà Ngài giáo giới chúng tỳ kheo, đương nhiên là Ngài phải dạy cho các vị về cái sự tu tập. Và ở trong trường trung bộ kinh đó cũng có những cái bài kinh mà buổi tối sau khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết lên một cái thoáng tắt cái đầu đề cho các vị tỳ kheo, rồi cái Ngài đi vào trong hương thất, trong tịnh thất của Ngài, thì lúc bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất hoặc là tôn giả Mukkalana hay là tôn giả Mahakacchana nghĩ rằng chúng tỳ kheo vẫn còn hãy còn sớm, chúng tỳ kheo chưa có buồn ngủ, cho nên một là các vị kheo sẽ dạy các vị tôn giả trưởng lão này về cái lời dạy tóm tắt của Đức Phật khi nãy, hai là chính do Ngài Xá Lợi Phất này nói rằng này chưa tỳ kheo
Đức Thế Tôn đã nói như vậy rồi mới đi vào công thức, các vị nghĩ như thế nào? Thì các vị tỳ kheo mới nói rằng: thưa tôn giả, chính vì điểm này chúng tôi muốn được nghe tôn giả giải thích, trình bày rộng rãi những điều mà Đức Thế Tôn đã nói tóm tắt khi nãy. Thì lúc đó ngài mới thuyết. Thì ở trong trung bộ kinh hay có những cái bài kinh như vậy, chúng ta sẽ học dần dần tới. Thì như vậy rõ ràng là ở đây đó, cái việc mà giáo giới sách tấn khích lệ cho chúng tỳ kheo vào buổi tối thì đương nhiên là Đức Phật cài dạy cho các vị đó về sự tu tập thôi. Và những cái bài pháp đó là những bài pháp vừa phải, cho nên mới xếp thành trung bộ kinh. Và do đó chúng ta đọc trung bộ kinh đó, là chúng ta sẽ thấy là phần lớn là các bài kinh trung bộ là dạy về cái sự tu tập. Còn trường bộ kinh đó, thưa quý vị, là ở đây tôn giả Ananda khi mà kết tập tâm tạng, ngài tường thuật lại bắt đầu duyên khởi ở tại Vesali hay là ở tại Savatthi, rồi Đức Thế Tôn cùng chúng tỳ kheo đi trên đường từ đâu đến đâu đó, rồi gặp những người ngoại đạo, họ hỏi như vậy, họ tán thán Đức Phật, rồi có những người ông thầy thì chê trách Đức Phật, còn đệ tử thì tán thán Đức Phật, hai thầy trò mâu thuẫn như vậy khiến cho các vị tỳ kheo vừa cảm thấy dễ chịu mà vừa cảm thấy khó chịu. Cho nên khi mà về đến Vesali rồi thì các vị tỳ kheo ngồi ở trong cái nhà, ngôi nhà mát, mà bàn luận với nhau về cái sự kiện trên đường đi đó. Thì Đức Thế Tôn ngài mới đi đến và ngài mới hỏi chúng tỳ kheo đang bàn luận cái gì. Thì lúc đó các vị tỳ kheo trình bày, Đức Thế Tôn ngài mới bắt đầu có vài lời khuyên nhủ các vị tỳ kheo phải tu tập như thế này như thế kia. Cho nên cái bài kinh trở thành dài, nhưng mà trong cái dài đó nó không có nhất, nó không có nhất định trong một cái khuôn khổ là Đức Phật ngài đang nói chuyện với các tỳ kheo, mà tôn giả Ananda đã thuật lại trước đó là những cái sự kiện xảy ra như thế nào, như trong cái bài kinh Sa Bu Quả cũng vậy, bài kinh số 2 của trường bộ. Thì tôn giả Ananda thuật lại cho trong cái trường bộ kinh bài kinh số 2 đó, là lúc bây giờ vua vua Sở Thế trong một đêm trăng, cái tâm bất an, cho nên muốn tìm một cái nơi để khuây khỏa cái nỗi niềm của mình bị ân hận ở trong lòng, cái việc mà xoán ngôi và sát hại vua cha là vua Bình Sư Vương. Rồi tôn giả kể rằng là lúc đó Đức Vua hỏi các quan đêm trăng sáng rằng này, trẫm nên đi đến ý kiến những vị đạo sư nào để được giải tỏa cái tư tưởng, cái uẩn khúc. Thì các vị đại thần lần lượt giới thiệu các đạo sư của lục phái ngoại đạo của sáu phái, nhưng mà cuối cùng thì vua cũng không có đồng ý, cũng không có quan hỷ ai hết. Thì lúc đó vua cũng biết, ông biết là ngữ y Chi Vô Cá là đệ tử của Đức Phật, cho nên ông vua mới hỏi tại sao khanh im lặng, khanh hãy nói lên cái gì để giúp cho trẫm. Thì lúc bây giờ Chi Vô Cá mới gợi ý thỉnh vua, mời vua đi đến thăm Đức Phật. Rồi trên đường đi đến thấy như thế nào, và khi đó vua Sở Thế thấy có hội chúng tỳ kheo được yên tĩnh như thế nào, rồi sau đó mới đảnh lễ Đức Phật. Và Đức Phật ngài vua hỏi Đức Thế Tôn về cái hội chúng mà người huấn luyện, rồi Đức Thế Tôn ngài đã giải thích. Lúc bây giờ ông vua mới hỏi Đức Thế Tôn về cái quả báo thiết thực của vị Sa Môn vân vân. Thì tôn giả Ananda là mới thuật có đầu có đuôi
những cái sự kiện xảy ra trước đó và sau đó, cho nên trở thành bài kinh dài. Thì ở trường mục kinh, bài kinh dài nó không có gom lại ở một chỗ, một điểm, một cái thời điểm, và không có gom lại một cái hội chúng mà tản mát ở chỗ này chỗ kia, rồi gặp trường hợp này Đức Thế Tôn phải nói như vậy, rồi sau đó lại thuyết như vậy, vân vân. Cho nên khi mà chúng ta đọc trường mục kinh đó, thì chúng ta sẽ thấy có nhiều bài kinh nội dung không phải là chuyên là dạy về sự tu tập, mà nội dung những bài kinh là khi mà có những vị Bà La Môn ngoại đạo hay đi kinh tháp ngoại đạo mà đi đến Đức Phật rồi chất vấn Đức Phật về giáo pháp, rồi cái Đức Phật ngài đã so sánh tỷ giáo, tức là so sánh, ngài so sánh giữa pháp luật của ngài thuyết dạy với cái pháp luật của các đạo sư như thế nào, như thế nào, không có. Thì chúng ta thấy vậy là bởi vì ở trong trường bộ kinh là tường thuật lại được gọi là một bài kinh, nhưng mà nó tản mát nhiều cái giai thoại, nhiều cái sự kiện. Còn ở trong bộ kinh là chuyên dạy về sự tu tập là phần lớn là bởi vì đó là cái thời điểm buổi tối, chư tăng tập trung lại tại ngôi giảng đường, là lúc bây giờ Đức Phật ngài đi đến để thuyết giáo giới cho các ngài, dạy dỗ cho các vị tỳ kheo. Thì đương nhiên khi ngài dạy dỗ là ngài phải dạy về cái pháp tu tập phần lớn. Đây là cái ý nghĩa mà chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi số 4 là như vậy. Bây giờ thì xin thỉnh Đệ Đức Pháp Tính Quang Hỷ giúp cho trả lời cái câu hỏi, không biết là Đệ Đức Pháp Tính chọn cái trả lời cái câu hỏi số 5 hay số 6 à. Xin thỉnh Đệ Đức Pháp Tính. Sa thú con thay mặt hội chúng xin thành kính tri ân đến sư phụ đã trả lời giải thích giùm câu hỏi vừa rồi. Thật ra thì câu hỏi vừa rồi thì con ngồi con nghe sư phụ trả lời, con rất là hoan hỷ, tại vì trong cái trường hợp này con cũng chưa có lần nào được nghe qua tại sao là như vậy. Chỉ nhớ là lúc mà sư phụ dạy học cho chúng con, sư phụ nói kinh trường bộ là những bài kinh dài, kinh trung bộ là những bài kinh vừa, đó là cái giai thoại đó thôi. Bây giờ được sư phụ giảng thêm con nghe rất là hoan hỷ. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tỳ Siêu thượng tọ Pháp Tăng. Hôm nay như có mấy vị nhà cùng với chư tôn đức tăng kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Bây giờ thì đến con thì còn tiếp tục với câu số 5. Câu số 5 đầu đội quý vị hoàn thị. Phải chăng cách trình bày theo hình thức vấn đáp đã có từ thời ban sơ của Phật giáo? Kính thưa quý vị, ở trong cái câu số 5 này đó, hỏi rằng cái cách trình bày theo cái hình thức vấn đáp đã từ thời ban sơ của Phật không, thì cũng chưa hẳn là như vậy. Cũng chưa hẳn là như vậy quý vị. Có nghĩa là quý vị coi lại ở trong tất cả các bài kinh đó, thì coi như là lúc đó Đức Phật nhìn căn cơ hoặc là sự kiện của hội chúng, thành ra lúc đó Đức Phật đã thuyết lên, chứ không phải giống như
có những cái tôn giáo bạn nói rằng là Đức Phật thuyết pháp theo là ngũ thờ thuyết giáo. Đối với chúng tôi thì chúng tôi không có nhận là như vậy, không có nhận là như vậy. Ngũ thờ thuyết giáo họ nói rằng là thí dụ như là buổi sáng Đức Phật thuyết cái này, hoặc là buổi trưa thuyết cái này, buổi chiều thuyết cái này, hoặc là trong cái thời gian đầu thì Đức Phật thuyết về bố thí, rồi sau đó trì giới tham thiền vân vân. Cái điều đó nó không phải bị những cái chi pháp đó sau này là được hệ thống lại, sau này được hệ thống lại. Còn đối với Đức Phật thì quý vị thấy rằng khi mà các cái vị Bà La Môn đi đến hỏi Đức Phật vấn đề gì, Đức Phật trả lời vấn đề đó. Thành ra đó là quý vị thấy rằng có trường hợp vấn rồi đáp, rồi có trường hợp quý vị thấy rằng như kinh Phật Tự Thuyết thì lúc đó Đức Thế Tôn mà do thấy một cái sự kiện gì đó, thành ra ngài thuyết lên cái bài pháp đó, nói về cái sự tu tập. Rồi có những cái trường hợp thí dụ như là cái vị tỳ kheo đó, hay là một cái vị tỳ kheo ni, hoặc là những người nam cư sĩ, nữ cư sĩ đi đến Đức Phật nhìn căn cơ của cái vị đó, thành ra Đức Phật đã thuyết pháp lên cho cái hội chúng nghe. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong Pháp Cú Kinh có những cái bài kinh do cái người nữ đó bị cái thí dụ như là đối với nàng Vajratara đi, do bị cái chỗ mà quản loạn, khi mà chồng chết rồi con chết rồi định trở về nhà để mà nương tựa cha và mẹ, anh và em của mình, nhưng mà khi mà về tới chưa tới nhà đã nghe gia đình của mình bị tai nạn chết hết rồi. Thành ra lúc đó nó bắt cho tới ra là coi như là bị điên loạn, chết rồi hai đứa con thơ giữa đường chồng chết, bơ vơ một mình, mẹ cha em cả gia đình lửa thiêu mất xác, thân hình còn đâu. Thành ra lúc đó là quý vị thấy rằng trong tâm tư của Vajratara là nghĩ rằng là mình đi tìm cái chỗ nương tựa mà bây giờ cũng không còn ai nương tựa, chết sạch hết rồi, không còn ai trong gia đình mình nương tựa. Thành ra đó lúc đó Đức Phật thuyết lên Vajratara hãy nên nương tựa chính cái bản thân của mình, chính cái bản thân của mình là cái chỗ mà làm cho mình nương tựa đó. Thì quý vị thấy rằng rõ ràng là do cái căn cơ và do cái duyên sự, cái người đó đang vướng vào một cái phiền não gì thì coi như là thuyết pháp tích hợp theo cái người mà người ta đang bị vướng ở trong cái phiền não đó. Hoặc là mình đối với một cái vị tướng quân mà chúng tôi lúc trước nhớ tên đó, một thời gian sau này chúng tôi quên rồi. Cái vị tướng quân đó khi được khi mà dẹp loạn ngoài biên thì trở về rồi đó thì được đức vua thưởng cho 7 ngày làm vua. Thì trong cái 7 ngày đó được cùng vui với cái cô kiển nữ, là một cái cô vừa đẹp người, vừa nhảy đẹp, ca múa đẹp vân vân. Nhưng mà không ngờ chưa có hưởng thụ được với cô đó mà cô ta đã chết ở trong cái ngày hôm đó rồi. Thành ra cái vị thừa tướng này đã buồn mà thiểu não, coi như là rất là khó để mà trị được cái bệnh mà cái vị tướng quân này đang buồn như vậy. Thành ra cái vị tướng quân này mới đi đến gặp Đức Phật Đức Phật nhìn căn cơ của cái vị này là Đức Phật biết rồi,
Đức Phật nói này tướng quân, đó là đối với ở trong cái dòng sanh tử luân hồi đó, cái sự buồn và cái nước mắt mà để mà bỏ ra để khóc cho một người phụ nữ đó, đó là tướng quân đã bỏ ra cái nước mắt nó nhiều hơn nước ở trong bốn biển rồi, nhiều hơn nước ở trong bốn biển rồi. Thì Đức Phật mới thuyết lên cho cái vị tướng quân này nghe là đừng có nghĩ đến quá khứ, đừng có ước vọng đến tương lai, hãy coi ngay trong hiện tại, coi cái sự sanh diệt của các pháp trong hiện tại, thì ông sẽ được bình an, ông sẽ được an vui. Thành ra đó, quý vị thấy rằng là lúc đó cái vị thừa tướng này nghe xong cái câu kệ đó, coi như là trong cái lúc nghe và sau khi kết thúc cái lời dạy của Đức Phật, cái vị tướng quân này đã đắc được A-la-hán và có thần thông A-la-hán lục thông rồi tứ tuệ phân tích những vị đó. Thành ra lúc đó cái vị tướng quân này đã bay, dùng mình bay lên cao và đã dập đầu xuống để mà đảnh lễ Đức Thế Tôn. Vì rằng trước đó đó thì Đức Thế Tôn đã nói cho Ngài Ananda nghe rằng là vào buổi chiều hôm nay cái vị tướng quân này đó sẽ đắc được đạo quả A-la-hán. Thành ra lúc đó đó những người cư sĩ có niềm tin đã đi đến chờ sẵn, và những người ngoại đạo đã đi đến để mà chờ sẵn ở đó. Ngoại đạo thì nghĩ rằng là một người mà nát rượu, có nghĩa là một người mà tối ngày, sáng hay chiều gì cũng say xỉn hết, làm sao mà có khả năng đắc được đạo quả. Thành ra ngoại đạo cũng như là đứng đó chờ sẵn để mà tìm cách để mà nắm Đức Phật đó. Thành ra rất là nhiều người, người ta ở đó, người ta đã chứng kiến. Nên cái vị tướng quân này đó, khi mà đắc đạo quả A-la-hán rồi đó, thì đã dùng thần thông của mình đảnh lễ Đức Phật để cho mọi người biết mình là đệ tử của Đức Phật đó. Thì chúng tôi kể ra những cái tích truyện này đó, chúng tôi muốn nói rằng là do cái phiền não đó, cái chúng sanh đó đi đến Đức Phật, Đức Phật thuyết pháp cho nghe, hoặc là do những vị bà la môn có nhiều khi nói Đức Phật đó là tại sao mà Đức Phật không có cái sự như là đảnh lễ các vị bà la môn. Lúc đó Đức Phật hỏi, Đức Phật đã đọc tên của những vị bà la môn ở trong cái thời mà trướng danh, cái thời mà các vị còn nổi tiếng cho rồi. Xong rồi Đức Phật nói về những cái sự tu chứng của những cái sự mà tu mà đắc thần thông của những cái vị bà la môn đó. Đức Phật kể ra cho những cái vị bà la môn thời hậu thế này sau này nghe, vân vân. Thành ra đó quý vị thấy rằng là coi như là Đức Phật không phải là vào buổi sáng thì thiết cái gì, buổi trưa thiết gì, hoặc là sơ thờ thiết cái gì, không bao giờ có cái điều đó. Giống như là quý vị thấy rằng Đức Phật giống như là một cái vị thầy thuốc giỏi, một cái vị thầy thuốc giỏi. Hãy mà mình bệnh gì á, thì lợi á, đến á, thì thầy thuốc sẽ cho uống cái thuốc nó thích hợp với cái bệnh đó. Thì cũng vậy, chúng sanh bị cái phiền não gì đó, lợi Đức Phật mà sẽ biết rằng là ông này cũng bị tham ái nè, hoặc là cái vị nữ chư thiên ở trong rừng bị cái sự sân hận chi phối nè, đó thành ra đi đến Đức Phật thuyết pháp. Giả so a la quá cá ương ngạnh cao ngạo, thành ra Đức Phật thuyết pháp để mà diệt trừ cái sự ương ngạnh, cái sự cao ngạo đó đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng là không có cái sự sắp đặt sẵn, không có cái sự sắp đặt sẵn trong cái lời của trong những cái thờ thuyết giảng của Đức Phật. Thành ra đó mới đầu vào thì chúng tôi đã có cái sự mà khẳng định là cái hình thức mà vấn đáp á, có từ thời ban sơ của Phật giáo phải chăng, thì chưa hẳn là như vậy. Ở trong cái thờ sơ thờ, ở trong cái thờ đó, nó thì do chúng sanh đó có một cái phiền não gì đó đi đến, Đức Phật sẽ nhổ cái phiền não ra. Thành ra bây giờ chúng ta có được cái bài pháp đó, chúng ta có được cái bài kinh đó, do các vị chư thiên
có cái sự thắc mắc, cái vấn đề gì đó. Thành ra bây giờ chúng ta có những cái phẩm tương ưng chư thiên, hoặc là do những vị bà la môn đi đến hỏi Đức Phật cái gì đó, thì Đức Phật thuyết pháp cho những cái vị bà la môn nghe. Thành ra sau này chúng ta thấy rằng có những cái phẩm bà la môn. Thì rồi có khi người ta đi đến, người ta vấn đạo Đức Phật, người ta vấn Đức Phật trả lời. Thành ra có những cái hình thức gọi là vấn và đáp đó, chứ không phải là lúc nào hoặc là sơ thờ, hoặc là mà trước tiên là vấn đáp rồi sau này là mới là những cái bài kinh, không phải là như vậy, mà do cái sự kiện, cái duyên sự như thế nào thì Đức Phật đã nói lên nó thích hợp với cái duyên sự đó. Rồi ngày hôm nay thì chúng ta được kết tập lại theo trường bộ kinh, trung bộ kinh, tăng chi tương ưng, vân vân. Chúng ta được kết tập lại rồi tạng kinh, tạng lực, tạng lừng, có nghĩa là tạng nguyên diệu pháp, là được hệ thống của các vị trưởng lão hệ thống lại cho chúng ta. Đây là những cái ý mà chúng tôi xin được trình bày qua cái câu thảo luận số 5 này. Bây giờ thì còn câu số 6. Câu số 6 này thì không biết là sư phụ Tế Siêu mà vị nào trả lời, hay là ban điều hành. Chúng ta có nhớ hồi nãy sư phụ Tế Siêu sắp xếp ai trả lời câu này hay không? Thì quý vị thỉnh vị kế tiếp để trả lời câu số 6 này. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, chúng con thành kính thánh lễ tri ân ngài Đức Pháp Tính. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, lúc nãy ngài Trị Siêu chỉ là điều họp thôi, không có chỉ ai trả lời hết. Nên và bây giờ con cung thỉnh ngài Đức Pháp Tính trở lại máy. Dạ, còn một câu số 6 và một câu số 7. Dạ, con cung thỉnh sư. Dạ, sư điều họp lại còn hai câu là bạch sư. Con kính dân bạch tính sư. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, chắc đại đức Pháp Tính giảng xong có việc rồi. Dạ, cảm ơn Phong Lan, Càng Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng. Dạ, sư có trước máy không bạch sư? Nếu sư có trước máy, sư điều họp lại còn hai câu còn lại. Câu số 6 và câu số 7 nữa bạch sư. Dạ, Thượng Tọa Pháp Tăng có trước máy không ạ? Cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, Thượng Tọa Pháp Tăng cũng không có trước máy rồi. Dạ, con xin phép quý ngài cũng như đạo tràng. Dạ, con cung thỉnh Đại Đức Nguyên Thông. Dạ, Đại Đức Nguyên Thông có trước máy không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, con kính nhân Bích Tính Sư. Sư có thể thảo luận câu số 6. Dạ, con kính nhân Bích Tính Sư ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, theo thứ tự thì bây giờ Sít Nhật Quỳnh mời con trả lời câu hỏi số 6. Câu hỏi số 6 hỏi rằng Trung Bộ có nhiều bài kinh, mất bao nhiêu ngày để giảng giải mỗi bài? Kính thưa chư vị, câu số 6 này nói không có rõ ràng lắm, là bởi vì Trung Bộ thì ai cũng biết là 152 bài kinh, nên nếu là có đọc sách mà mất bao nhiêu ngày để giảng mỗi bài thì mỗi bài nó có dài có ngắn, và tùy theo cái chương trình tổng quát của nó. Tổng quát của nó nghĩa là cái bài kinh Trung Bộ này thì chúng ta có bao nhiêu thời gian để giảng dạy, thì do đó cái người điều khiển
cái bài này thì ấn định một bài như thế nào theo có cái chỉ thị hay là cái đường lối nó rõ ràng. Bởi vì có những cái bài mà con đọc bài Kinh Trung Bộ đó, thì có những bài thì vào khoảng 3 trang, có những bài vào khoảng tới 10 trang. Thành ra không có thể nói cả bài nào giống với cái bài nào. Thì thật ra mà nói, thì mình giảng giải một cái bài đó, làm sao mình biết được cái nội dung của cái bài thế nào, và mình đưa cái nội dung đó, mình trình bày nội dung đó để cho rõ ràng. Thì cái điều này có thể nói là một cái bài kinh thì trung bình đó, thì có thể là giảng giải ít nhất là hai buổi, chứ không có, bởi vì một buổi theo ở đây thì mình nói là ở đây mình học hai giờ, thì một buổi thì hình như là chỉ có một giờ. Thí dụ ở đây thì chúng ta thấy là mình vào đây thì lúc là 8 giờ, rồi mình làm lễ, rồi mình xin giới, rồi nó cũng là hết một tiếng đồng hồ. Còn thời gian còn lại là từ 9 giờ đến 10 giờ, hay là từ 8 giờ rưỡi đến 9 giờ, rồi mình giảng dạy vào khoảng chừng 30 hay là 40 phút, rồi sau đó là một giờ thảo luận. Thành ra nói là một mình giảng một cái bài đó, phải thời gian mình giảng là chỉ giảng không hay là giảng rồi có thảo luận cái này nọ. Cho nên cái bài câu nói thì nó có nhiều vấn đề. Mà theo cái sự học hỏi của chúng ta ở đây đó, thì một bài, thí dụ bây giờ nói bài cái trường bộ kinh này đó, thì chỉ có 34 bài kinh thôi, mà mình học là trên một năm. Nếu mà nói là những cái bài kinh khác mà nó không có khúc mắc như cái bài trường bộ kinh này đó, thì có thể là mình đâu có phải là một cái bài kinh trường bộ kinh, cái quyển trường kinh đó, thì nó chỉ có 34 bài thôi. Và trường bộ kinh, nói là trường bộ kinh không phải là nhiều bài. Và trường bộ kinh có nghĩa là mỗi cái bài kinh trong cái quyển trường bộ kinh thì nó dài, chúng gọi là trường bộ kinh. Còn nó trung bộ kinh thì không phải là trung bộ kinh nó nhỏ, mà trung bộ kinh nó tới 3-4 quyển lận, thì nó tới 152 bài. Cho nên là gọi là trường bộ, là trung bộ là người ta nói là cái bài kinh, chứ không phải là nguyên một cái quyển đó. Cho nên thì phải nói là cái bài kinh trung bộ kinh, thì cái bài kinh đó thì nó ngắn hơn mình trường bộ kinh, là tại vì nói thì 152 bài, nhưng mà trường bộ kinh thì nó có 34 bài. Nhưng mà tại vì cái bài trong câu trường bộ kinh thì nó dài, rất là dài, và sự thật đó nói thì rất là khúc chiết. Thì con có thảo luận với sư phụ Giác Đẳng mỗi lần dùng cơm đó, thì cái bài trường bộ kinh thì thấy rất là khó khăn, nhất là cái bài kinh thập thượng, cái bài cuối cùng, bài số 34. Cho nên là nó rất là khúc chiết. Cho nên là nói là phải mất bao nhiêu ngày để giảng giải mỗi bài, thì cái này nó rất là khó khăn để mà trả lời. Bởi vì mỗi bài nó có khác nhau, cho nên là con thì con nói ít nhất là phải 2 ngày, ít nhất phải 2 ngày. Còn nhiều nhất thì không biết là bao nhiêu. Vì vậy cho nên nó là tùy thuộc vào cái tình trạng của mỗi bài. Và trước khi giảng kinh đó, thì người giảng sư đó là phải đọc thuộc tóm lược để như thế nào, để mình có thể đưa ra, khi mình trình bày đưa ra cái điểm chánh mà Thế Tôn muốn cho chúng ta học trong bài kinh là như thế nào. Thành ra có thể nói là cái bài kinh trung bộ đó là 152 bài, thì không có thể nói là mỗi bài thì mình mất bao nhiêu thời gian, nhưng mà nó tùy thuộc vào những bài dài ngắn và dễ hay khó, để chúng ta có thể là phân chia cho nó hợp lý, để mà trình bày một cách rõ ràng, và người nghe thì sẽ nắm được cái
đại ý mà Thế Tôn muốn cho chúng ta học hỏi để mà thực tập, để mà tu hành, để giác ngộ. Và cái điều đó thì tùy thuộc vào cái sự mà thu xếp. Thì cái sự thu xếp ở đây á, thì chúng ta biết rằng mấy năm nay thì Nguyên Thông được vào đây thì thấy là sư phụ Giác Đẳng là đã thu xếp được như vậy. Còn giảng giải ở đây thì có sư bá Tuệ Siêu, ngài nắm vững kinh và luật và Abhidhamma. Vì vậy cho nên mấy năm nay được vào đây thì Nguyên Thông thấy được mình học được rất nhiều những điều. Thành ra con nghĩ rằng nếu mà nói là phải mất bao nhiêu ngày để giảng dạy thì cái mất bao nhiêu ngày để giảng dạy mỗi bài thì nó không nhất thiết là 2 ngày hay 3 ngày hay 5 ngày. Mà cái điều đó nó tùy thuộc vào mỗi bài và tùy thuộc vào cái sự sắp xếp của sư phụ Giác Đẳng. Mỗi ngày học tới đâu thì cái điều này thì phải chờ cái thực tế để mà chúng ta kinh nghiệm. Và theo cái kinh nghiệm của Nguyên Thông á, thời nội cái bài mà câu bài đầu tiên là căn bản pháp môn bài đó thì cũng rất là không phải là dễ lắm. Thành ra đối với cái câu hỏi số 6 này thật sự ra mà nói thì con rất khó mà trả lời được. Nhưng mà nếu mà nói một cách chung chung thì ngắn nhất hay nhất là 2 ngày. Bởi vì mỗi bài nó không phải là quá ngắn thì phải là 2 ngày. Còn có nhiều bài mà có thể là 3-4 ngày nhiều hơn để mới có thể là làm học qua được một bài. Trong một cái bài Kinh Trung Bộ trên đó 152 bài, đó là những cái sự đọc kinh và nhận xét của con qua cái câu hỏi số 6. Trung Bộ có nhiều bài kinh, tức là 152 bài, mà phải mất bao nhiêu ngày để giảng mỗi bài thì cái đó con có thể nói là ít nhất là 2 ngày. Và nhiều hơn là tùy theo cái bài và tùy theo cái sự sắp xếp của sư phụ Giác Đẳng đã tóm được lại. Ở đây chúng ta biết rằng vào khoảng gần vài tháng nay đó thì mỗi bài thì sư phụ Giác Đẳng đã tóm lược được, gọi là bài hướng dẫn bài đọc kinh. Thì tùy cái người hướng dẫn, tức là sư phụ Giác Đẳng đã đọc kinh rồi tóm lại những cái nét chánh rồi hướng dẫn như vậy. Thì cái này là tùy cái sự sắp xếp của sư phụ Giác Đẳng cho mỗi bài kinh sắp tới mà chúng ta sẽ học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là những điều mà con trình bày. Bây giờ còn giờ khoảng hơn 15 phút để câu hỏi số 7. Xin trong ai đại sư Nhật Quỳnh, sư Thích Nhật Quỳnh có thể mời một vị khác tiếp tục cái bài câu hỏi số 7. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời sư Nhật Quỳnh cầm mic. Dạ, sa thú con thành kính tri ân đại đức Nguyên Thông đã từ bi thảo luận câu số 6 và còn một câu số 7. Và dạ, bây giờ thì lúc nãy thì con thấy Thượng Tọa Pháp Đăng đã Thượng Tọa Pháp Tăng đã trả lời 2 câu rồi, ngài Tuệ Siêu cũng trả lời mấy câu rồi, và dạ, bây giờ con thấy có một mình đại đức Pháp Tính mới trả lời có một câu. Dạ, sư Pháp Tính có ở trước máy không? Cho con một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn không gian cho Nhật mình biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha. Dạ, dạ sa thú. Con hành kính tri ân sư hiệu. Dạ, còn câu số 7 mà đồng hồ con còn tới 16 phút. Dạ, con cung thỉnh sư giải luôn 16 phút để rồi sau đó sư kết thúc luôn ạ. Nam mô Bích Tha. Dạ, con kính nhân Bích Tính sư ạ. Sa thú lành thay, Nam mô Bích Thà Giá. Một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ đến chư tôn đức tăng, kính chào đại chúng trong rung. Ở trong câu số 7 này hỏi rằng tại sao trước đây có nhiều vị giảng sư lựa chọn Trung Bộ như giáo trình mở ngõ vào Tam Tạng Bali. Thật ra thì cái câu này á, tại sao trước đây có nhiều vị giảng sư
lựa chọn giáo trình Trung Bộ, lựa chọn Trung Bộ như một giáo trình để mở ngõ vào Tam Tạng. Thì quý vị cũng biết rồi, mấy người nào, mấy vị nào ta lựa chọn cái này thành một cái giáo trình thì do có cái ý của các vị đó. Thành ra mà các ý của các vị đó thì làm sao mà mình biết được, phải nói rằng là rất là khó biết quý vị. Nhưng mà theo như chúng tôi thì dựa vào cái câu trả lời giải thích của Ngài Tệ Siêu lúc nãy đó, thì chúng ta thấy rằng có một cái chi tiết là Ngài nói rằng là những cái bài kinh Trung Bộ đó, là những cái thời pháp vừa với thời gian, và do cái căn cơ của cái vị đó đi đến hỏi Đức Phật, đi đến để mà hỏi Đức Phật về cái vấn đề đó, cái sự kiện đó, và Đức Phật đã thuyết cho những cái vị đó nghe theo cái thời gian của cái buổi tối hoặc là cái buổi chiều. Rồi trong đó, trong cái nội dung đó là chuyển tải về những cái pháp môn mà tu tập, nó vừa với cái người nghe. Thành ra đó là sau này các vị khi mà kết tập hoặc là các vị làm một cái giáo trình để thuyết giảng hoặc là để nghiên cứu vào Tam Tạng kinh điển, thì trước tiên sẽ đi vào những cái bài kinh này. Những cái bài kinh này thì quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta nói mà sơ sơ không á, thì chúng ta không có hình dung được. Nhưng mà thí dụ như chúng ta thấy rằng trong cái bài kinh căn bản các pháp môn, thì coi như là khi mà chúng ta đã tìm hiểu kỹ cái bài kinh đó rồi, thì chúng ta sẽ biết được một cách tổng quát của những cái bài kinh còn lại. Hoặc là thí dụ như chúng ta thấy rằng là ở trong trường kinh đi, có cái bài kinh nói về 62 tà kiến, thì khi mà chúng ta học xong 62 tà kiến đó, thì chúng ta biết tất cả các loại tà kiến, từ đó mà chúng ta nhân ra, chúng ta biết được một cách rộng rãi, một cách chi tiết đó. Thành ra ở trong cái giáo trình Trung Bộ Kinh này, khi mà chúng ta đã tìm hiểu và chúng ta đã học rồi, thì cũng giống như là một cái chìa khóa, chúng ta đã mài dũa được một cái chìa khóa để mở cái ổ khóa đi vào Tam Tạng, nhất là ở trong Tạng Kinh. Có nghĩa là chúng ta dùng cái giáo Trung Bộ này làm cái giáo trình, khi mà chúng ta học, chúng ta nghiên cứu kỹ lưỡng rồi, chúng ta nghiên cứu được một cách tỉ mỉ kỹ lưỡng rồi, thì chúng ta sẽ lấy cái giáo trình này làm thành giống như là một cái chìa khóa để mà chúng ta mở, chúng ta đi vào để mà chúng ta nghiên cứu ở trong cái Tạng Kinh, thì nó sẽ thích hợp hơn, nó sẽ thích hợp hơn. Và hơn nữa đó, cũng dựa vào cái lời giải thích của Ngài Tệ Siêu đó, thì chúng ta thấy rằng là ở trong Kinh Trung Bộ đó, thì những cái bài kinh nó có đầy đủ chi pháp, và nó cũng vừa với cái sức của chúng ta lúc đầu tiên chúng ta vào, chúng ta học. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng nếu mà đầu tiên mà mình vào mà mình tìm hiểu ở trong Trường Bộ Kinh đi, mà mình gặp phải cái bài kinh về 62 tà kiến thì nó hơi dài quá, hoặc là chúng ta gặp cái bài kinh Thập Thượng đi, thì nó cũng chi pháp không, nó cũng chi pháp rất là nhiều, nó vừa dài mà nó vừa nhiều chi pháp nữa. Thành ra lúc đó chúng ta cảm thấy nó hơi giống như là nó hơi mệt, nó hơi mệt. Còn nếu mà chúng ta gặp Tăng Chi hoặc là Tương Ưng thì những cái bài kệ nói liên tục
mà ví dụ như tương ưng chư thiên, tương ưng gia chủ vân vân, liên tục về một loạt đó, thành ra chúng ta giống như là nó giống như là nó không có đầy đủ cái vị chất ở trong đó, hoặc là tăng chi cũng vậy. Còn nếu mình nói về tiểu bộ kinh cũng vậy, chúng ta nhìn có những bài thì có những cái phần kệ dài quá, chúng ta không có tìm hiểu được, chúng ta không tìm hiểu được nhiều, thì lược lại thì chỉ còn có trung bộ thì cái bài kinh đó cũng vừa đủ. Thí dụ như có bài thì hơi dài, hơi khó hơn mà một chút thôi. Thành ra đó, chúng tôi nghĩ rằng là nghe cái tên mà Vajjhima Nikaya, trung bộ kinh, là chúng ta cũng biết rằng là nó cũng vừa đủ để cho chúng ta ăn, giống như là một cái bánh mà vừa đủ để mà chúng ta cắn, nó không có ít quá mà nó cũng không có nhiều quá, nó rớt ra ở bên ngoài mình đó. Thì đối với trung bộ kinh thì với cái tâm tư, cái kiến thức của chúng ta, nó cũng vừa đủ ở trong đó để cho chúng ta tìm hiểu. Vậy thì tóm lại ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng là đối với chọn trung bộ kinh để làm cái giáo trình để mở ngõ vào Tam Tạng Bali là tại sao? Là tại vì những cái bài kinh này đối với cái sự dài của nó thì nó lại là vừa đủ để cho mình đủ sức để mà mình đọc cái bài kinh đó. Với cái chi pháp thì cũng vừa đủ để cho mình học, cái chi pháp nó không có ngắn quá mà cái chi pháp nó cũng không có dài quá. Rồi đối với cái thời gian, cái thời lượng mà chúng ta học thì cũng vừa đủ với cái thời lượng để mà chúng ta, cái thời gian mà chúng ta tìm hiểu. Thành ra đó, do những cái sự kiện này, do những cái điều kiện này nên các vị trưởng lão đã chọn trung bộ kinh làm một cái giáo trình để mà mở ngõ đi vào ở trong Tam Tạng Bali. Đây là những cái ý chúng tôi xin được trình bày qua cái câu thảo luận số 7 này. Bây giờ thì hình như là chúng tôi nghĩ rằng các vị cũng các vị giảng sư, các vị cũng mệt mỏi hơi mệt. Do đó thì ở trong lớp học của chúng ta còn lại thời gian có vài phút nữa thôi, là chúng ta kết thúc sớm cũng được. Bài kinh trung bộ kinh thuộc những bài kinh mà nội hàm nữa đó là thâm thiếu và sâu sắc, chẳng những là những bài pháp thuộc nền tảng. Dạ, cái pháp lữ có cái pháp lữ có cái ý kiến cũng có cái ý đó thì cũng hay, cũng hay. Pháp lữ coi học pháp cũng đã nhiều rồi, pháp lữ coi chuẩn bị mai mốt ở xuất gia rồi đi chứ ha, xuất gia đi nha, xuất gia rồi gia đi. Dạ, kính thưa quý vị, thôi hôm nay lớp học của chúng ta đành phải chịu nghỉ sớm 5 phút hả quý vị. Lâu lâu chúng ta nghỉ sớm 5 phút trước giờ, mai mốt đây chúng tôi trực nhớ lại sắp sửa là đổi giờ nữa rồi quý vị, sắp sửa đổi giờ, mai mốt cũng đến chừng mà cái lúc mà đổi mệt mỏi dữ nữa. Dạ đúng rồi. Thôi thì con cũng thay mặt hội chúng trong room xin kính chúc và kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc, một ngày an lành. Kính chúc với cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được an vui trong chánh pháp, trong cái lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ thì xin mời vị chúng có trách nhiệm lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng mọi hướng và sau đó đóng đinh. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Hả? Bỏ tay xuống. Trời, nó kẹt máy mà. Thì bởi vậy nó khổ. Đâu chỗ nào đó anh? Trời người, cái anh giơ tay, ta tưởng là anh lên anh hồi hướng. Nó kẹt. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ Nhật Quỳnh biết rồi. Dạ, Quỳnh bị kẹt máy. Dạ, Nhật Quỳnh xin được cầm mic ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Sa thú lành thai. Dạ, do Quỳnh Sơn Suốt đó, Bạch Nhạc, Bạch Sư dùng cái mic của Tâm Như mà con thấy đưa tay, con tưởng là cầm cô Tâm Như cầm bích hồi hướng nên con bỏ tay xuống, và con nghe nói thì biết là lầm. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Dạ, Nam mô Bích Thai. Dạ, sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong cung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ, Nhật Quỳnh kính mời.